Xin chào tất cả các bạn. Trước khi đến với nội dung của video này, mình cũng xin thông báo rằng đây hoàn toàn là những thông tin suy luận mang tính cá nhân của mình. Nhưng nó cũng có thể thay đổi suy nghĩ của các bạn về thời gian hay chính những trải nghiệm trong cuộc đời của bạn. Trước tiên, hãy đến với một chút thông tin khoa học sau đây. Các nhà khoa học ước lượng rằng bộ não của con người có thể lưu được 2,5 petabyte dữ liệu. Con số này tương đương với 2.500 terabyte hay 2 triệu 500.000 gigabyte. Và hãy tin rằng, với chỉ nhiêu đó thôi, bạn đã có thể miêu tả khá tương đối về cuộc đời của một con người. Với những trải nghiệm có hay không, không quan trọng. Còn tại sao có hay không, không quan trọng, thì sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nếu cuộc đời của bạn là một bộ phim chuẩn 4K, thì với 2,5 petabyte dữ liệu, bạn sẽ mất khoảng 8 đến 9 năm để xem liên tục không ngừng nghỉ. Còn nếu bộ phim đó chỉ là chuẩn 1080, thì thời gian có thể gấp từ 2 tới 3 lần. Con số này thực ra cũng không đáng kể. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, chúng ta dành gần 50% cuộc đời chỉ để ngủ. Do đó, không phải lúc nào máy quay cũng sẵn sàng ghi hình. Hơn nữa, 2,5 petabyte cũng chỉ là ước lượng của các nhà khoa học. Có thể, não bộ vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì chúng ta biết hiện nay. Vậy, não bộ, dung lượng bộ nhớ hay thời gian có ảnh hưởng gì tới trải nghiệm vũ trụ hay không? Đã có rất nhiều người nói về thời gian, từ những khái niệm đơn giản đến trừu tượng. Nhưng về cơ bản, thời gian vẫn rất khó hiểu. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp cận một cách suy luận mới về thời gian. Không chuyên sâu, cũng không lượng tử hóa. Nó đơn thuần là trải nghiệm và suy nghĩ. Thời gian là gì? Mình sẽ không nói về khái niệm. Nhưng có một câu hỏi cần giải quyết. Làm sao chúng ta biết mình đang trải qua thời gian hay đang tồn tại trong dòng thời gian của vũ trụ? Điều đó liệu có phải trải nghiệm hay không? Và xét cho cùng, trải nghiệm liệu có thực sự quan trọng hay không nếu như chúng ta không hiểu đúng về thời gian? Bây giờ hãy đặt ra một câu hỏi giả định đơn giản như sau. Bữa trưa hôm qua bạn ăn món gì? Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ điều đó, vì đó là trải nghiệm của riêng bạn. Tuy nhiên, đối với một người mất trí nhớ, toàn bộ trải nghiệm về ngày hôm qua đối với họ đã không còn. Hãy suy nghĩ về điều này trước khi chúng ta bắt đầu phân tích sâu hơn. Theo bạn, trải nghiệm quan trọng hơn hay trí nhớ quan trọng hơn? Bây giờ, chắc chắn mỗi người đều đã có đáp án của riêng mình. Để cho dễ hiểu hơn, chúng ta hãy gọi trí nhớ là một dạng tệp tin được lưu trong não bộ. Ngày hôm qua, bạn đã làm những gì, đó là trải nghiệm của bạn. Và trải nghiệm đó được lưu vào não bộ dưới dạng tệp tin trí nhớ. Nếu như vì lý do nào đó, bạn mất trí nhớ, tức là tệp tin đã bị xóa. Khi đó, trải nghiệm về ngày hôm qua của bạn cũng không còn. Nó đơn thuần là một ngày hoàn toàn trống rỗng. Nếu như ai đó đã trải qua những lần say rượu, thì chắc chắn sẽ hiểu. Khi tỉnh dậy sau cơn say, chúng ta không còn nhớ một chút ký ức nào từ nửa cuối bữa nhậu đó. Mọi trải nghiệm, lời nói và hành động đều trở thành hư không. Như vậy, có thể nói, chúng ta đang sống, đang suy nghĩ và hành động dựa hoàn toàn vào các tệp tin được lưu trong não bộ. Tuy trải nghiệm là thứ cực kỳ quan trọng, nhưng một khi trải nghiệm không được ghi nhớ, nó cũng trở nên vô nghĩa. Nếu bạn đã quên hết tất cả những gì đã được học về môn toán, tôi chắc chắn bạn sẽ không thể làm được phép tính 1 cộng 1 bằng 2. Còn nếu như bạn quên hết mọi thứ diễn ra trong cuộc đời, bạn thậm chí còn không biết bản thân mình là ai. Bây giờ thì hãy cùng đến với một ví dụ để chúng ta hiểu thêm về tầm quan trọng của tệp tin trí nhớ. Hãy tưởng tượng, bản thân bạn sở hữu năng lực đặc biệt. Bạn có thể nạp, xóa hoặc thay đổi trí nhớ của bất kỳ ai. Lúc đó, bạn hoàn toàn có thể trao đổi cuộc đời của người này với người kia một cách dễ dàng bằng việc thay đổi trí nhớ của họ. Nghe thì có vẻ viển vông phức tạp, nhưng nếu trí nhớ được coi là một tệp tin trong ổ cứng, thì điều đó quá đỗi thực tế và đơn giản. Chúng ta chỉ cần thay đổi tệp tin trí nhớ giữa hai người. Sau khi tỉnh dậy,
Người này sẽ sống cuộc đời của người kia như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó cũng chứng minh rằng trí nhớ hoàn toàn có thể tồn tại mà không cần trải nghiệm. Dù tin tưởng hay vẫn còn ngờ vực vì điều đó, thì trí nhớ vẫn là thứ quan trọng nhất đang chi phối cuộc đời của chúng ta. Sẽ thật là đáng sợ nếu não bộ mạnh mẽ của chúng ta thiếu đi chiếc ổ cứng 2,5 petabyte. Dĩ nhiên, việc xem nhẹ trải nghiệm là điều không nên. Nhưng việc lưu giữ ký ức đối với con người là việc vô cùng quan trọng, cũng giống như một chiếc máy tính lưu trữ thông tin vậy. Chúng ta là những sinh vật sống, có trải nghiệm và có cả trí nhớ để lưu giữ những trải nghiệm đó. Cơ mà hãy luôn ghi nhớ rằng, trí nhớ hoàn toàn có thể tồn tại mà không cần trải nghiệm. Quay trở lại với câu hỏi, làm sao chúng ta biết được bản thân đang trải qua thời gian hay đang sống trong dòng thời gian của vũ trụ? Câu trả lời đó chính là trải nghiệm. Nhưng trải nghiệm là thứ chỉ có giá trị khi và chỉ khi nó được lưu dưới dạng tệp tin trí nhớ. Trong trường hợp bạn có một cái đầu rỗng tuếch, bạn thậm chí còn không biết mình đang tồn tại. Kết luận, thời gian có thể là một dạng thông tin của vũ trụ. Với tất cả mọi sự vật, sự kiện, hiện tượng đang và đã diễn ra, nó đều là các tập tin nhỏ hơn được lưu trong một server có dung lượng lớn vô hạn. Hãy suy nghĩ về cuộc đời của bạn, của tôi, của tất cả mọi người. Những gì chúng ta trải qua, liệu có thực sự là trải nghiệm, hay nó đơn thuần chỉ là một dạng tệp tin trí nhớ được tải lên từ server vũ trụ? Dù là cuộc đời thực tế hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ, sẽ thật vô nghĩa nếu như những thứ đó không được lưu trong trí nhớ. Suy đi tính lại, sự sống sinh học cũng có phần nào đó giống cái máy. Mọi thông tin di truyền của loài đều được lưu trữ trong gen. Nói đơn giản nhất thì nó cũng giống như một chiếc thẻ nhớ, chứa đựng mọi thông tin của sinh vật sống. Trong đó, trái đất hay thậm chí cả vũ trụ này chính là một mạng network, nơi mọi tệp tin đều có nhiệm vụ riêng đóng góp vào màn trình diễn chung của không gian và thời gian. Đến đây thì câu hỏi trải nghiệm về thời gian có vẻ càng khó chấp nhận hơn. Vì chính cuộc đời của chúng ta có trải nghiệm hay không, chúng ta cũng không nắm rõ. Nếu bạn là một tệp tin, tôi cũng là một tệp tin. Một khi điều đó là sự thật, tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có một bộ nhớ thật tốt, với một dung lượng thật cao và tốc độ loát thật nhanh. Bởi vì đến một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ quên đi những trải nghiệm của chính mình, mặc cho những trải nghiệm đó có thực sự xảy ra hay không. Xét về khoa học, đa vũ trụ là một khái niệm không rõ ràng. Nó được suy luận từ nền tảng của những kiến thức cao cấp trong vật lý và vũ trụ học. Không ai có thể chắc chắn đa vũ trụ có tồn tại hay không. Thế nhưng ai cũng muốn biết thứ gì đang nằm ngoài ranh giới vũ trụ này, cái ranh giới mà thậm chí chúng ta cũng không chắc nó có thật hay không. Nhiều nhà vật lý cho rằng đa vũ trụ có thể tồn tại từ những vũ trụ ẩn náu đằng sau chân trời sự kiện của hố đen, đến các vũ trụ phát triển mở rộng như bong bóng xà phòng. Xét trong bối cảnh khi vũ trụ được khai sinh, đa vũ trụ cũng là một lời giải thích hợp lý cho quá trình lạm phát. Đầu tiên, dĩ nhiên rồi, đa vũ trụ phát triển như bong bóng xà phòng. Đây là một lý thuyết được xuất phát từ nguồn gốc của vũ trụ học, và nó ngày càng được củng cố hơn nữa khi chúng ta phát hiện được rằng vũ trụ hiện nay đang dần mở rộng. Khái niệm về đa vũ trụ đặt ra một câu hỏi, liệu quá trình lạm phát có thể xảy ra ở bất cứ đâu bên ngoài vũ trụ của chúng ta hay không? Có một sự thật không thể chối bỏ, đó là vũ trụ của chúng ta hiện nay đang dần phát triển như một thực thể được xác định rõ ràng. Trong thực thể đó, không gian dường như đồng nhất ở mọi nơi, nhiệt độ và bức xạ cũng tương đồng một cách đáng sợ.
Sự cân bằng gần như tuyệt đối này làm cho giới khoa học kinh ngạc. Và rồi mô hình lạm phát đã ra đời, giống như một vị cứu tinh khỏa lấp đi lỗ hổng khổng lồ trong tri thức của chúng ta về vũ trụ học. Vậy, vũ trụ học là gì? Về cơ bản, vũ trụ học là khoa học nghiên cứu tổng thể về vũ trụ. Bằng cách vận dụng mọi kiến thức từ những ngành khoa học khác nhau, vũ trụ học đưa ra một kịch bản xuyên suốt từ khi vũ trụ khai sinh cho đến thời điểm hiện tại, đồng thời cũng dự đoán về cả tương lai của vũ trụ. Hiện tại, những gì chúng ta biết về vũ trụ được bắt nguồn từ quá trình lạm phát, vụ nổ Big Bang, quá trình giảm nhiệt và mở rộng của không thời gian, sự hình thành của các thiên hà, các ngôi sao và hành tinh, vân vân. Đó chính là mô hình hợp lý nhất mà con người biết được cho đến thời điểm hiện tại. Có thể nó chưa được chính xác 100%, nhưng chắc chắn đó là kịch bản hợp lý nhất. Về phần đa vũ trụ, các nhà khoa học cho rằng mô hình tiến hóa của vũ trụ học giúp cho các vũ trụ khác bên ngoài vũ trụ của chúng ta cũng có thể khai sinh và phát triển trong một biển vô hạn các vũ trụ đang mở rộng như bong bóng xà phòng. Các vũ trụ đó cũng được bắt nguồn từ một vụ nổ khởi tạo, giống như vụ nổ Big Bang. Điều quan trọng nhất là những vũ trụ đó đang phát triển độc lập và hoàn toàn bị ngắt kết nối với vũ trụ của chúng ta, ít nhất là về mặt không thời gian. Dù thế nào đi nữa, sự mô phỏng về các bong bóng vũ trụ cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều điều lý thú. Ngoài ra, nó cũng mang tính tượng hình rất cao, bởi vì về mặt hình học, các vũ trụ hình cầu đang mở rộng là thứ đơn giản nhất để tưởng tượng trong suy nghĩ của chúng ta. Nói đến lý thuyết dây, chúng ta nghĩ ngay đến một thứ gì đó rất rối ren, phức tạp. Và thực tế là nó rối ren, phức tạp thật chứ chẳng đùa. Với những gì chúng ta biết, mọi thứ trong vũ trụ được chia làm nhiều cấp độ khác nhau, từ siêu nhỏ đến siêu khổng lồ. Những thứ siêu nhỏ đó là các hạt hạng nguyên tử. Chúng có quy luật và cách hành xử riêng biệt, được gọi chung là cơ học lượng tử. Đối lập với điều đó, các quy luật chi phối sự vận hành của các vật thể khổng lồ lại được miêu tả hoàn toàn khác bằng thuyết tương đối rộng. Để dung hòa cơ học lượng tử và thuyết tương đối rộng, lý thuyết dây ra đời giống như một sợi dây liên kết giữa hai lý thuyết đối lập này. Tuy nhiên, nó lại không phải là một sợi dây. Về cơ bản, lý thuyết dây mô tả vũ trụ của chúng ta với 11 chiều không gian đan xen lẫn nhau. Điều này cũng dẫn đến một hệ quả là có những đa vũ trụ song song tồn tại giữa các chiều không gian đó. Nếu hội tụ đầy đủ mọi điều kiện lý tưởng, về mặt lý thuyết, bạn hoàn toàn có thể mở ra những cánh cổng để bước qua một vũ trụ song song khác, giống như những gì Dr. Tran đã làm. Thế nhưng về mặt khoa học, thì không có bất kỳ cách nào để thăm dò hoặc quan sát những chiều không gian khác đang tồn tại xung quanh chúng ta, ngoài những chiều đã biết. Vì vậy, lý thuyết dây đa vũ trụ về cơ bản là một lý thuyết không thể chứng minh và cũng không thể phủ nhận. Đây hoàn toàn là hệ quả của lực hấp dẫn, một lý thuyết đã quá quen thuộc, nằm ở điểm tận cùng của không thời gian, một hố đen. Nói đơn giản nhất, thì hố đen cũng giống như một con tì hưu vậy, nó ăn tất cả mọi thứ mà chẳng chịu nhả ra thứ gì. Thế nhưng về cơ bản, điều này là tốt hay xấu thì chúng ta cũng chưa biết được. Trong thuyết tương đối rộng, Einstein cho biết, lực hấp dẫn có thể bẻ cong không thời gian, và trong một hố đen, không thời gian sẽ bị bẻ cong đến vô hạn. Thậm chí, sự bẻ cong này lớn đến mức tạo ra một đường hầm dẫn các vật chất tới một vùng không gian khác, một đa vũ trụ với đường ra là một hố trắng. Còn cái đường hầm đó được giới khoa học gọi là lỗ Joule. Hố đen đa vũ trụ là một thuật ngữ đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng nó cũng là một lý thuyết chưa hoàn chỉnh, bởi vì chẳng ai biết được điều gì xảy ra bên trong chân trời sự kiện. Đó có phải là một đa vũ trụ hay chỉ đơn thuần là nơi chôn vùi của vật chất? Câu hỏi này sẽ mãi là một trong những câu hỏi lớn nhất của vật lý. Đầu tiên, có một điều chúng ta cần ghi nhớ. Trong vật lý lượng tử, khái niệm đa vũ trụ không hề tồn tại. Thay vào đó, nó được gọi là khái niệm đa thế giới. Chắc hẳn mọi người còn nhớ tới thí nghiệm giả định con mèo của Schrödinger. Việc mở chiếc hộp để quan sát con mèo chính là bước ngoặt để biết con mèo còn sống hay đã chết. Về mặt con mèo, nó được coi là một đối tượng lượng tử luôn luôn tồn tại hai trạng thái sống và chết. Và khi chiếc hộp được mở,
ngay lập tức con mèo chỉ xuất hiện với một trạng thái duy nhất. Trong cơ học lượng tử, mỗi trạng thái được ví như một hàm sóng, và khi ai đó mở chiếc hộp, chắc chắn sẽ có một hàm sóng bất kỳ bị sụp đổ. Bởi vậy, mỗi một hành động nhỏ trong thế giới cơ học lượng tử cũng sẽ dẫn tới một kết quả khác nhau, và mỗi kết quả đó tượng trưng cho một thế giới đều có khả năng xảy ra. Suy rộng ra với thế giới của chúng ta, mỗi một hành động của bạn ngày hôm nay đều vô tình tạo ra một kịch bản khác cho tương lai của chính bạn. Và sự thật là, có vô hạn tương lai khác nhau đang chờ đợi những quyết định của bạn ngay lúc này. Hãy cân nhắc và tính toán. Từ xa xưa, chúng ta đã cho rằng trái đất là hành tinh duy nhất, là toàn bộ thế giới. Nhưng rồi tầm nhìn của khoa học đã phá vỡ hết giới hạn này đến giới hạn khác. Giờ đây, khi nói về vũ trụ, cụm từ duy nhất đã không còn hợp lý để mô tả về bất cứ thứ gì. Không có hành tinh nào, ngôi sao nào hay thiên hà nào là duy nhất. Do đó, cũng không có lý do gì để nói vũ trụ này là duy nhất. Vậy, theo các bạn, đâu mới là lý thuyết hàng đầu mô tả về đa vũ trụ? Sự hình thành của các thiên thể vũ trụ bắt buộc phải trải qua rất nhiều quá trình thăng trầm, biến đổi, với khởi đầu là những đám mây phân tử lạnh giá, tối tăm. Ngày nay, thời kỳ bùng nổ sao trong vũ trụ có lẽ đã trôi qua, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng triệu ngôi sao mới ra đời. Đó đều là những thành quả nỗ lực kéo dài hàng triệu năm liên tục. Thật khó có thể tưởng tượng một ngôi sao khổng lồ và rực rỡ như vậy lại có khởi đầu chỉ bé như một viên sỏi. Rõ ràng, nếu đã có đầy đủ mọi điều kiện, ngôi sao vẫn cần có thêm cả sự may mắn và kiên trì nữa thì mới có thể chạm tới giây phút bật sáng huy hoàng. Hãy nhìn vào mặt trời, ngôi sao gần chúng ta nhất. Nó thật mạnh mẽ và vĩ đại. Nó là thứ tạo ra sự sống, nuôi dưỡng sự sống và rồi cũng sẽ giết chết sự sống. Nếu so sánh với những ngôi sao khác ngoài vũ trụ, mặt trời cũng chỉ là một gã tí hon hiền lành đang đứng trong hàng ngũ của những kẻ khổng lồ nóng tính. Những gã quái vật thực thụ, sẵn sàng dùng cả cuộc đời của mình để đổi lấy một vũ điệu hoàng kim, một bữa tiệc của ánh sáng và năng lượng, một supernova. Hầu như mọi ngôi sao đều dè dặt chia sẻ năng lượng của mình dưới dạng ánh sáng và bức xạ, nhưng nó lại rất hào phóng, ôn in tất cả vào các bữa tiệc tùng hoành tráng. Nếu như các bạn nghĩ chúng đều là những kẻ dại dột, thì sự thật lại hoàn toàn khác. Đó chính là ván bài quyết định của chúng, lần đặt cược cuối cùng để cố gắng bước vào ngôi đền huyền thoại. Ngôi đền có những kẻ bất khả chiến bại, mang trong mình sức mạnh của bóng tối. Thứ sức mạnh không thể nào cưỡng lại. Một vài khám phá vũ trụ gần đây cho thấy, những hố đen siêu khổng lồ dường như đều được khai sinh từ rất sớm. Tuổi thọ của chúng có vẻ chỉ nhỏ hơn tuổi của vũ trụ vài trăm triệu năm. Và thời kỳ đó rất trùng hợp lại rơi vào khoảng thời gian đầy hỗn loạn, khoảng thời gian của những gã khổng lồ oanh tạc không gian. Trong quãng thời gian này, vũ trụ đã sản sinh ra rất nhiều ngôi sao siêu lớn. Chúng có thể lớn gấp 10.000 lần các ngôi sao hiện nay. Đó thực sự là một kích thước điên rồ, khiến cho các nhà khoa học kinh ngạc. Và tất cả đều có nguyên nhân của nó. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu về nguyên nhân đó, chúng ta cần lùi lại thời gian một chút, đến đúng giai đoạn được gọi là thời kỳ đen tối của vũ trụ. Theo đó, vào khoảng hơn 13 tỷ năm trước, không lâu sau sự kiện Big Bang, vũ trụ về cơ bản chưa hình thành bất kỳ ngôi sao nào. Không gian lúc này giống như một nồi súp trung hòa và ấm áp, gần như chỉ có hydro và heli tồn tại. Tiếp sau đó hàng triệu năm, vũ trụ bắt đầu mở rộng, nhiệt độ bắt đầu giảm đi và các khối khí bắt đầu tụ lại với nhau ngày càng dày đặc, manh nha tạo điều kiện cho những ngôi sao đầu tiên hình thành. Đây chính là thời kỳ đen tối của vũ trụ, một thời kỳ tối tăm nhưng đầy rẫy hỗn loạn và xáo trộn không ngừng. Vậy, có phải những ngôi sao lớn nhất đã được hình thành vào khoảng thời gian này hay không? Câu trả lời là đúng như vậy. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Trong thời kỳ này, do thành phần vật chất quá đơn điệu, nên việc kết tinh thành nhân sao là rất khó khăn. Chắc chắn, những ngôi sao trong thời kỳ này cần phải có sự giúp sức của một thế lực nào đó.
thế lực đã góp phần tạo nên những thiên hà đầu tiên. Và không ngoài dự đoán, nó chính là vật chất tối. Không chỉ giúp các thiên hà phát triển, vật chất tối còn giúp liên kết các khối khí trung tính với nhau, đồng thời tạo nên các dòng chảy do sự chênh lệch nhiệt độ. Những sự tương tác sau đó của các dòng chảy đã đẩy nhanh quá trình tích tụ hơn nữa. Các khối khí siêu khổng lồ lớn như một thiên hà tập hợp lại với nhau. Lúc này, hiệu ứng của tương tác hấp dẫn bắt đầu phô diễn món nghề của nó. Chúng làm cho khối vật chất xoay tròn, tạo ra các vùng xoắn ốc, liên tục hút thêm vật chất từ bên ngoài để trở thành đĩa bồi tụ. Mọi chuyện diễn biến rất nhanh, cho đến khi đĩa bồi tụ đạt đến giới hạn khối lượng, và sự bừng sáng của những ngôi sao là hệ quả tất yếu sẽ diễn ra. Những thế hệ sao đầu tiên này được tạo thành từ thành phần rất tinh khiết, với 100% là hydro và heli. Vì vậy, chúng đốt cháy lõi nhiệt hạch rất nhanh. Dường như cả khối khí lớn đều bị đốt cháy một lúc, bỏ qua giai đoạn phân mảnh. Do đó, khối lượng về cơ bản của các ngôi sao là rất lớn. Nhưng cũng vì vậy mà tuổi thọ của chúng rất chóng vánh, không quá 1 triệu năm sau khi hình thành. Những gã khổng lồ trong thời kỳ đen tối bắt đầu rũ bỏ lớp áo của mình bằng các vụ nổ supernova. Chính những vụ nổ này đã dần tạo ra thêm nhiều nguyên tố nặng khác trong bảng tuần hoàn hóa học. Điều này cũng làm ô nhiễm đi sự tinh khiết vốn có của vũ trụ. Và rồi, từ các thế hệ sao sau trở đi, chúng sẽ không bao giờ có thể trở nên khổng lồ như cha ông chúng ngày trước. Thế nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như vậy? Dĩ nhiên là không. Xét về yếu tố vật lý, cơ chế hình thành những ngôi sao khổng lồ tuân theo một logic khá rõ ràng. Trong thời kỳ đen tối, vũ trụ cơ bản là nhỏ hơn hiện tại rất nhiều. Nhiệt độ nền của không gian cũng lớn hơn bây giờ hàng trăm đến hàng ngàn lần. Thế nhưng nhiệt độ thấp lại là yếu tố then chốt giúp hình thành các ngôi sao. Do thành phần tinh khiết của các đám mây hydro nguyên thủy, cộng với nền nhiệt độ khá cao, mà một số nguyên tử hydro bắt đầu kết hợp với nhau để tạo ra hydro phân tử. Sự kết đôi này vô tình sản sinh ra bức xạ hồng ngoại, hay còn gọi là bức xạ nhiệt. Sau khi bức xạ nhiệt phát ra, nó làm cho nhiệt độ và áp suất của các đám mây nguyên thủy giảm mạnh. Và dĩ nhiên, sự giảm nhiệt lại càng đẩy mạnh quá trình co lại của chúng hơn nữa. Về sau, khi sự tích tụ đã đủ lớn, lực hấp dẫn bắt đầu trở nên không thể cưỡng lại. Cứ như thế, một ngôi sao khổng lồ đã hình thành trên nền nhiệt độ khá cao. Được biết, hydro tinh khiết sẽ không thể bị làm lạnh dưới 200 Kelvin. Do đó, để có thể hình thành sao, các đám mây phân tử nguyên thủy cần có khối lượng lớn hơn từ vài ngàn đến vài trăm ngàn lần so với các đám mây phân tử ngày nay. Hơn nữa, trong vũ trụ hiện tại, ngoài hydro và heli thì đã có rất nhiều các nguyên tố khác xuất hiện. Về cơ bản, sự tinh khiết của các thành phần vật chất đã không còn, cộng với nền nhiệt độ của không gian đã bão hòa, lạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ đen tối. Vì thế, đây cũng là nguyên nhân khiến cho các ngôi sao hình thành bây giờ nhỏ hơn rất nhiều so với các ngôi sao nguyên thủy. Các nhà khoa học cho biết rằng, những ngôi sao hình thành trong thời kỳ đen tối của vũ trụ có thể nặng hơn mặt trời đến 10.000 lần. Trong khi đó, một số ngôi sao nặng nhất ngày nay chỉ nặng hơn mặt trời trên dưới 200 lần mà thôi. Như vậy, chúng ta đã biết nguyên nhân vì sao mà trong thời kỳ đen tối, các ngôi sao lại có thể lớn đến thế. Chúng khổng lồ đến mức không thể tin được. Đi đôi với điều đó là tuổi thọ của chúng cũng ngắn ngủi đến đáng ngạc nhiên, chỉ loanh quanh từ 1 triệu đến vài triệu năm. Sự tồn tại của những ngôi sao quá khổ sau thời kỳ đen tối chính là nguyên nhân cho sự hình thành của những hố đen và chuẩn tinh siêu lớn. Có thể nói, sự ra đời của những vật thể khổng lồ trong thời kỳ đầu đã giúp định hình không gian vũ trụ, khai sinh ra các thiên hà và tạo nên sự đa dạng của các nguyên tố như ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn. Từ ngày xưa, chúng ta thường coi các hiện tượng tự nhiên là biểu hiện cho quan điểm bất chợt của các vị thần. Quan niệm này chỉ bắt đầu thay đổi khi người Hy Lạp coi các hiện tượng tự nhiên đó là đối tượng cần được điều tra kỹ lưỡng. Cho đến hiện tại, việc đặt ra câu hỏi tại sao hoặc như thế nào đã trở thành một tiền đề cơ bản khơi dậy trí tò mò hay tạo cảm hứng cho mọi tìm tòi và khám phá. Vào khoảng 2.500 năm trước, nhà toán học Pythagore và những người cùng quan điểm bắt đầu coi toán học là chìa khóa để giải mã thế giới. Thế nhưng khi tìm hiểu về các dạng hình học, họ chợt nhận ra rằng
có một số thứ không thể nào biểu thị được bằng các con số đơn giản. Ví dụ như tỷ lệ giữa chu vi và đường kính hình tròn là một số vô tỉ, không có giới hạn, được gọi là pi. Và việc phát hiện ra số pi trong thời kỳ đó đã trở thành một sự kiện gây hoang mang. Thậm chí có truyền thuyết kể rằng đã có người bị ném xuống biển vì dám tiết lộ sự thật này. Các nhà khoa học máy tính ngày nay đã tính ra số pi có đến 5.000 tỷ chữ số đằng sau dấu phẩy. Xác nhận một điều, pi chính là một số vô hạn không tuần hoàn. Nó dường như là một thông điệp mà vũ trụ đã ngầm tiết lộ với chúng ta rằng bản chất của tự nhiên chính là sự vô hạn và hỗn loạn. Cũng trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại, một số nhà triết học và chiêm tinh học, đặc biệt là Aristotle đã cho rằng thế giới được tạo ra từ 4 nguyên tố chính, bao gồm đất, nước, lửa và không khí. Còn những vì sao thì lại khác, chúng là nhà của các vị thần và được tạo ra từ loại nguyên tố thứ 5, nguyên tố vũ trụ. Aristotle cũng cho rằng vũ trụ với trái đất là trung tâm không phải là một vũ trụ vô hạn, nó bị giới hạn về kích thước. Rõ ràng, đối với người Hy Lạp thời bấy giờ, phạm vi của vũ trụ chỉ là toàn bộ thế giới cộng với một vòm trời đầy sao lấp lánh. Những ngôi sao đó luôn xoay quanh trái đất, tựa như các vị thần đang bao bọc và cai quản con dân của mình. Tư tưởng này đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân Hy Lạp, thậm chí nó vẫn tồn tại xuyên suốt hàng ngàn năm sau đó. Đến thế kỷ 15, mô hình địa tâm với quả địa cầu cổ của người Hy Lạp bắt đầu bị loại bỏ. Trái đất và hệ mặt trời dần quay về đúng với vị trí của nó bằng các phát hiện của Copernicus hay Galilei. Xuyên suốt những thế kỷ tiếp sau, bằng cách nghiên cứu và đánh giá vũ trụ thông qua việc quan sát, chúng ta đã thực sự nhìn sâu vào không gian, chiêm ngưỡng được hình dáng của rất nhiều thiên hà xa xôi. Vũ trụ đã từ từ mở rộng, tỷ lệ thuận với hiểu biết của con người. Giờ đây, bằng việc chế tạo các thiết bị tiên tiến hiện đại, không gian vũ trụ trong mắt chúng ta chưa bao giờ sâu thẳm đến vậy. Các ngôi sao và thiên hà trải dài đến cuối gia hạn tầm nhìn, có thể cũng chỉ là đại diện rất nhỏ cho tất cả những gì đang ở ngoài đó. Trong khi sự hiểu biết về vũ trụ của con người còn hạn chế, thì câu hỏi điểm cuối của không gian nằm ở đâu đã làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Einstein đã từng nói rằng, nếu như vũ trụ có giới hạn, bầu trời đêm sẽ ngập tràn ánh sáng của những ngôi sao, và bản thân vũ trụ cũng bị chi phối bởi lực hấp dẫn vô hạn đến từ các thiên thể siêu lớn. Vũ trụ có giới hạn cũng khiến cho hai đường thẳng song song đến một lúc nào đó nhất định sẽ gặp nhau. Và các nguồn ánh sáng cuối cùng sẽ trở lại nơi chúng xuất phát khi đi hết một vòng xung quanh vũ trụ. Quan điểm này bắt đầu sụp đổ vào những năm 1920, khi Edwin Hubble quan sát được các thiên hà đang rời xa ra mọi hướng. Xác nhận một sự thật, vũ trụ đang giãn nở, không gian đang mở rộng, và hai đường thẳng song song chắc chắn sẽ song song mãi mãi. Nó cũng đồng thời củng cố bốn quan điểm rất quan trọng về vũ trụ. Thứ nhất, vũ trụ đang giãn nở ra mọi hướng. Nếu quay lại thời gian, nhất định mọi thứ sẽ được tích tụ tại một điểm khởi đầu cho tất cả. Thứ hai, mọi sự kiện xảy ra trong vũ trụ đều diễn biến theo một dòng chảy thời gian, một diễn biến nhân quả không thể đảo ngược. Thứ ba, sự tiến hóa của vũ trụ cũng dẫn tới sự tiến hóa của các nguyên tố hóa học, bắt đầu với hydro và heli siêu nhẹ, sau đó là vô vàn các loại nguyên tố nặng khác ra đời. Cuối cùng, sự giãn nở và đồng nhất của không gian là hệ quả của một trạng thái vũ trụ nguyên thủy đã từng tồn tại, một trạng thái dày đặc, hỗn loạn sau vụ nổ lớn. Để kiểm chứng những điều này, các nhà khoa học bắt đầu lập bản đồ 3D về vũ trụ, nhằm đảm bảo tính chính xác của tấm bản đồ. Mọi quan sát và tính toán đều được thực hiện gần như thủ công hoàn toàn. Công việc quan sát và lập bản đồ này được bắt đầu từ năm 2000, với sự hỗ trợ của kính viễn vọng quang học Sloan, đặt tại New Mexico, Hoa Kỳ. Tính đến năm 2020, các nhà khoa học đã công bố tấm bản đồ 3D lớn nhất và chi tiết nhất về vũ trụ. Theo đó, đài quan sát kỹ thuật số Sloan đã nắm được vị trí, khoảng cách và tốc độ di chuyển của gần như mọi vật thể sáng nằm trong khoảng cách 11 tỷ năm ánh sáng tính từ trái đất. Đây là một thành quả đáng kinh ngạc, kéo dài hơn 20 năm liên tục. Càng đáng nể phục hơn nữa là tất cả những dữ liệu đó đều được ghi chép và tính toán từng chút một bằng việc chia nhỏ bầu trời,
rồi quan sát lần lượt từng phần. Mỗi một đêm chỉ có khoảng hơn 100 vật thể được nghiên cứu, tương đương với lượng dữ liệu khoảng 200GB. Cho đến hiện tại, công việc này vẫn đang diễn ra, và chắc chắn trong những năm tới, tấm bản đồ 3D về vũ trụ sẽ càng chi tiết hơn nữa. Ngoài đài quan sát Sloan, việc lập bản đồ 3D về vũ trụ cũng đang được thực hiện bởi đài quan sát quang phổ năng lượng tối DESI. Đây là một đài quan sát còn mạnh mẽ hơn cả Sloan. Mục tiêu của nó là điều tra sự giãn nở của vũ trụ thông qua việc thu thập dữ liệu về các thiên hà hoặc chuẩn tinh. Năm 1990, kính hiển vọng không gian Hubble được phóng lên quỹ đạo. Đây là một trong những dấu mốc khoa học quan trọng nhất đối với nhân loại, mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới về việc thăm dò không gian. Những khám phá của Hubble đã biến rất nhiều lý thuyết khoa học thành thực tế, đồng thời cũng loại bỏ đi rất nhiều những giả thuyết sai lầm về không gian. Thiên hà xa nhất Hubble quan sát được cách trái đất đến hơn 32 tỷ năm ánh sáng. Để tiếp tục theo đuổi giới hạn xa hơn và xa hơn nữa, cuối năm 2021, kính hiển vọng không gian thế hệ mới James Webb được đưa lên quỹ đạo. Đây là một thiết bị vượt xa Hubble về cả mặt thiết kế và sức mạnh khoa học. Hiện tại, thiên hà xa nhất mà James Webb quan sát được xa hơn kỷ lục của Hubble khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Giờ đây, đường kính vũ trụ quan sát được là khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Nếu như bạn đứng ở rìa vũ trụ bên này và quan sát đến điểm cuối cùng của rìa vũ trụ bên kia, thì tổng đường kính vũ trụ sẽ lên tới 186 tỷ năm ánh sáng. Chẳng có nhà khoa học nào dám khẳng định đó là giới hạn cuối cùng của vũ trụ. Xuyên suốt lịch sử, kích thước của vũ trụ đã không ngừng mở rộng, giống như một bước nhảy lượng tử. Bước nhảy đã đưa nhân loại từ một hành tinh nhỏ bé trở thành một hạt, một chấm càng nhỏ bé hơn nữa. Sự mạnh mẽ của các thiết bị khoa học hiện tại đang đẩy chúng ta vào một thời đại mới, thời đại của những lý thuyết khoa học tiên tiến, thách thức mọi quan niệm xưa cũ về không gian và thời gian. Đối với câu hỏi, liệu giới hạn cuối cùng của vũ trụ đã hết chưa, hay vẫn còn những thứ nằm ở ngoài tầm nhìn kính viễn vọng? Có lẽ câu trả lời phù hợp nhất chính là giới hạn xa nhất mà chúng ta quan sát được chỉ là tạm thời. Bất cứ thứ gì ở bên ngoài giới hạn tầm nhìn đều vượt xa ra sự hiểu biết của chúng ta, hoặc nó thực sự là vô hạn. Ai cũng biết, kỷ lục về thứ xa nhất đến một ngày nào đó sẽ bị phá vỡ. Tất cả mọi kiến thức khoa học hiện tại chỉ là sự gần đúng nhất của thực tế mà chúng ta đang theo đuổi. Ngay kể cả James Webb, cỗ máy tốt nhất đang quan sát vũ trụ, giúp đẩy khoa học lên một tầm cao mới. Thế nhưng, nó vẫn có thể bị thách thức bởi bất kỳ cỗ máy nào trong tương lai.